Xin chào các khán giả yêu quý của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi review về chiếc đồng hồ Flatsuit Original Panomatic Lunar 19002423205. Vào năm 2003, một trong những biểu tượng của thương hiệu Flatsuit Original, dòng đồng hồ Panomatic Lunar đã được giới thiệu tại sự kiện Baselworld. Kể từ đó thì những phiên bản tiếp theo của dòng đồng hồ này đã được tung ra lần lượt vào năm 2015 và 2020. Những phiên bản tiếp theo có kích thước nâng cấp và tông màu mặt số hiện đại nhiều hơn. Dù vậy thì Flatsuit Original Panomatic Lunar vẫn nằm trong top những chiếc đồng hồ sở hữu thẩm mỹ mang tính cân bằng và trang nhã, đi kèm với những tính năng phức tạp đã được tạo nên bởi một trong những nhà sản xuất đồng hồ hàng đầu tại Đức. Không có mặt số màu cá hồi lạ mắt hay là màu xanh lá nổi bật như những phiên bản Panomatic Lunar mới nhất vừa được giới thiệu trong năm 2020, mẫu đồng hồ có mặt tại Gia Bảo Luxury lại sở hữu một mặt số tông màu bạc, nhìn khá là hiện đại cùng với bộ vỏ bằng thép không gỉ. Có thể dễ dàng nhận ra từ chức năng, thiết kế tối giản trên chiếc đồng hồ này thì đều là những đặc trưng quan trọng trên mọi chiếc đồng hồ được sản xuất tại Đức. Đầu tiên thì chiếc Panomatic Lunar sở hữu thiết kế với những chi tiết tỉ mỉ và tập trung cao vào chức năng và tính cơ khí. Các chi tiết trên mặt số được thể hiện một cách rõ ràng và dứt khoát, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra đây là tính năng gì trên mặt số đồng hồ. Nằm bên góc trái và chiếm diện tích lớn là hai mặt số có kích thước chênh lệch, lồng vào nhau với 3 kim. Vòng tròn lớn hơn là bộ hiển thị giờ và phút gồm có kim dáng alpha màu xanh, trong khi trung tâm là chất phát quang màu trắng nổi bật trên nền mặt số bạc. Những cọc chỉ giờ được đính nổi hoàn toàn và đảm bảo tính dễ đọc nếu nhìn đồng hồ ở một góc nghiêng. Sự có mặt của mặt số phụ đếm giây tách riêng ra khỏi bộ kim giờ và phút có thể tạo ra một giây ngỡ ngàng tới những ai đang quen với cách bài trí truyền thống ba kim cùng chụp, nhưng rõ ràng về mặt theo dõi chính xác kim giây như thế này thì sẽ dễ dàng hơn. Khi từng chi tiết hiện lên đơn giản và mạch lạc thì sự có mặt của bộ hiển thị lịch tuần trăng cùng phía với ô cửa sổ báo lịch lại đem đến cảm giác thực sự mộng mơ cho cả thiết kế. Lịch tuần trăng gói gọn trong nửa vòng cung và hiện lên bên dưới nền mặt số bạc. Phần nền của bộ hiển thị là một màu xanh thẫm, còn mặt trăng sẽ chuyển động với chu kỳ 29 1/2 ngày. Được trang bị một bánh răng chuẩn xác, lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ này có thể hoạt động trong vòng 122 năm tới mà không cần tới điều chỉnh. Được sản xuất riêng tại xưởng sản xuất chuyên về mặt số của hãng, mặt số luôn nhận về những đánh giá cao vì sự tỉ mỉ, chăm chút từng góc cạnh của mỗi chi tiết. Mặt số đồng hồ hiện lên với bố cục lệch tâm nhưng rõ ràng, nên mặt số được hoàn thiện với kỹ thuật full cast cổ điển. Ở phía đằng sau chúng ta có thể nhìn qua mặt kính sapphire, bộ máy tự động caliber 9002, có một roto lệch tâm chiếm diện tích lớn, cung cấp năng lượng để chiếc đồng hồ hoạt động trong vòng 42 giờ. Tấm khung 3/4 chỉ có trên đồng hồ được sản xuất tại Đức đã hiện lên với những vân sọc đều đặn, trong khi roto được thiết kế kiểu skeleton cùng với logo hai chữ G đối lưng nổi bật. Được làm từ vàng 21K nên là roto thì tương đối nặng. Về mặt thẩm mỹ của bộ máy caliber 9002, những chi tiết được làm từ thép thì đều được đánh bóng phần viền, cầu nối được chạm khắc thủ công, trong khi từng đính ốc xanh đều rất sáng bóng. Trên tất cả thì bộ phận điều phối lộ ra là điểm hấp dẫn đặc biệt trên bộ máy của mẫu đồng hồ này. Thương hiệu này gọi đây là bộ máy Duplex Swan Neck Regulator bởi có hai chi tiết Swan Neck nhằm điều phối nhịp đập và tốc độ của bộ máy đồng hồ, đảm bảo tính chính xác cao. Bộ phận cân bằng nhìn vẫn rất truyền thống với các đinh ốc và hoạt động trong tần số 28.800 nhịp trên giờ. Ôm trọn bộ máy và mặt số là bộ vỏ bằng thép không gỉ. Kích thước hiện tại của model này là 40mm, đã nâng cấp so với model đầu tiên với 39,2mm sau khi tiếp nhận ý kiến từ phía khách hàng. Viền bezel đồng hồ cùng với càng nối dây hay là mặt cắt chéo của bộ vỏ được đánh bóng, trong khi cạnh bên thì lại là làm xước mở mạnh mẽ. Với mặt kính sapphire hai mặt trước sau, bộ vỏ thép đảm bảo cho mẫu đồng hồ này có thể kháng nước ở mức 50m. Nhưng trong thiết kế này thì hãng trang bị dây đeo bằng da màu đen nên thực tế thì cũng không nên để chiếc đồng hồ này gặp phải nước, bởi trước khi xâm nhập vào đồng hồ ảnh hưởng tới bên trong thì có khi bạn đã phải thay một đôi dây mới rồi.
Và đó là thông tin thú vị khép lại video ngày hôm nay. Và không biết là anh em đam mê đồng hồ cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ Flashstart Original Panomatic Lunar này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi cùng với Gia Bảo Luxury nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.